xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Xe Máy Nhập Khẩu. Như thường lệ thì em đang có mặt tại xe máy Hà Lạng 4. Địa chỉ của bên em là 1361 tỉnh lộ 43, khu phố 2, Bình Chiểu, Thủ Đức. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về dòng xe hiện đang là xe số 50 phân khối bán chạy nhất thị trường hiện nay. Dạ, đó là dòng xe cúp CX ha, còn được gọi là cúp đầu bò anh chị ạ. Đây, nhìn nó giống sừng trâu hay là cái đầu bò anh chị ha. Rồi, được trang bị là hệ thống full LED, đèn là full LED cho mình luôn anh chị ạ. Ở đây nó sẽ có một cái ba ga ha. Rồi, kế đến chúng ta sẽ thấy là đây là cái phần bánh xe khá là to anh chị, để tăng độ bám đường cho mình và an toàn khi di chuyển trên mọi điều kiện. Rồi, về phần mặt đồng hồ của xe, hiện tại mặt đồng hồ của dòng này nó sẽ thể hiện là số km chặng đường mình đã đi ha, mức độ tiêu hao nhiên liệu và số km khi mình di chuyển ở trên đường. Cái đến chúng ta sẽ thấy là về phần chìa khóa thì đối với tất cả dòng xe 50 phân khối này, tất cả đều sử dụng là khóa chìa ha, hai chìa như thế này anh chị ạ. Rồi, về phần để chân thì nó cũng như mọi dòng xe số khác ha, ở đây nó sẽ có một cái như thế này để chân, phần đạp số, yên xe. Cấp xăng, bình xăng thì nó sẽ nằm ở trong đây nha anh chị. Rồi, về phần này thì mình yên tâm ha. Ở đây nó sẽ có thêm một cái yên nữa, nó cũng giống như này luôn, có thêm một cái yên nữa để cho mình ngồi. Rồi, về phần xi nhan của xe thì chúng ta sẽ thấy là như xi nhan lòi ra ngoài, nó giúp mình là có thể người sau á, người chạy xe đằng sau nó sẽ dễ dàng quan sát hơn ha. Rồi về phần mặt, về phần thân của xe thì chúng ta sẽ thấy là nó khá là thon gọn ha. Khác với lại dòng cúp hồi xưa của mình thì đây là phiên bản hoàn toàn mới và 50 phân khối. Rồi, đối với dòng xe 50 phân khối này, chúng ta chỉ không cần bằng lái, phù hợp với tất cả các bạn học sinh nè, sinh viên nè, mọi lứa tuổi luôn anh chị ạ. Để sở hữu được dòng cúp CX 50 phân khối này, chúng ta chỉ cần 16.100.000 giá đã bao gồm thuế VAT. Để mua xe trong tháng 9 này, các anh chị sẽ được quay thưởng ha, chương trình quay thưởng của bên em trị giá lên tới 5 triệu đồng. Kèm theo đó là một số quà tặng khuyến mãi kèm theo xe, chẳng hạn như nhớt miễn phí nè, nón bảo hiểm ha, túi vải, móc khóa và một số vật dụng cần thiết khi di chuyển. Các anh chị ghé cửa hàng liên hệ trực tiếp cho em, em sẽ có một phần quà hỗ trợ tặng anh chị là 500.000 đồng. Rồi, để mà anh chị mua trả góp á, thì chúng ta chỉ cần trả trước cho bên em 2 triệu đồng là đã có thể lên hồ sơ. Góp á, thì mình là chỉ cần duy nhất là căn cước công dân ha. Nếu như mà mình có bảo hiểm y tế, bằng lái xe hoặc là hình chụp sổ hộ khẩu thì chúng ta sẽ có được nhiều sự lựa chọn hơn, và càng nhiều giấy tờ thì lãi suất của mình nó sẽ càng thấp. Còn chần chờ chi nữa, các anh chị hãy liên hệ em qua số điện thoại 0336 074 707, liên hệ em để được tư vấn cụ thể hơn về dòng xe này và tất cả các dòng xe mà anh chị yêu thích anh chị ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.